Đây rồi, đây là một trận đấu giữa Cái Bang và Minh Giáo nhé các bạn. Đấy. Cái Bang, Minh Giáo, Henry Bot và Bảo Thanh. Xem nào. Hôm nay là chủ yếu là hôm nay mình không VK mà mình xem là mình cho các bạn xem là giang hồ họ VK như thế nào, cho nó có cách VK có giống mình hay không. Hay là có những cái mánh khóe cho VK mới thì mình sẽ phân tích các bạn nha. Quả liên trả rồi. Bảo Thanh thì đang bị cục máu khá là ít so ít hơn nhiều so với lại Henry. Ở cái thức khống hạt cầm long này thì các bạn có thể thấy là cấp độ sát thương lên dùng bí tích 65 ấy thì gần như là mờ ngờ im. Đấy. Nhưng mà với MG thì các bạn không được chủ quan nhé, tại vì cái nụ họa lên trảm nó kéo dài rất là lâu, cực kỳ lâu luôn đấy, mà chỉ cần một phút sơ hở mới phát cuối rồi là đứt. Không càn được rồi, hay lắm, cố lên nào. Còn một lần hồi sinh mà, còn một lần hồi sinh mà, bình tĩnh. Dậy này, dậy phong hỏa liêu thành này. Phong hỏa liêu thành. À không phải, có thể là cái cách VK khác một chút. Cũng có thể là chưa hồi. Ái chà. Đấy, các bạn thấy thì MG đấy các bạn. Em rất là tiếc là chưa soi được xem bao nhiêu máu đây, xem cao thủ Bảo Thanh nhà bao máu nhé. 714k, không biết là búp phần trăm máu chưa. Khả năng là chưa đâu. Thập bát tiện này, bát bảo tầm xà, ám khí hộ thể. Đây mới là số máu thực này. Đây. Hôm nay chưa loát xong. 762k máu. Mở khởi không nhiều máu chi. Con Thiếu Lâm của mình có 800k máu mà con MG là 762k máu. Trời ơi. Các bạn thấy cũng được không? Cái ba ấy mà vẫn nằm sấp dưới thanh niên MG kia. Không hiểu như thế nào. Làm ván nữa xem nào. Làm lại xem nào. Lại ván nữa nha. Ở đồ của Bảo Thanh nha các bạn. Đấy. Đồ khá là ngon nha, đồ tương đối ngon đấy. Xem Harry Boss xem nào. À, thôi thì xem trận này nha. Quánh là ngoài quánh 3 trận, xem là mới phân định được thắng thua như nào. Khi mà trận đầu tiên ấy, các bạn có thể là chưa hiểu nhau, có thể là bắt bài được nhau hoặc là có gì đó nó bất ngờ. Nhưng mà khi mà hiểu cách đánh của nhau rồi thì nó khác nha. Hiểu cái này đồng nghĩa với cả hai bên chứ không riêng một bên. Tức là bên A cũng hiểu bên B và bên B cũng hiểu bên A. Thay đổi đi một cách VK một chút thôi là mà có khả năng ăn này. Hút. Đấy. Hút rồi. Tiềm long hay lắm. Quả tiềm long đấy là quả cứu mạng đấy anh em ạ. Thật sự quả tiềm long đấy là quả cứu mạng đấy. Nhưng mà số máu này thì khó lắm. Số máu này thì tại vì cái bang nó có tuyết nê, nó có tiềm long. Cái tiềm long thì hồi cũng khá là nhanh. Nó còn có một đạc cầu bồng củ nữa. Thần khí giảm tốc cộng thêm bí tích 65 nữa. Khó. Nhiều vẫn còn một lần hồi sinh nha. Cố lên nào, ăn được càng nhiều máu càng tốt. Lần này là không hồi sinh. Chắc là hồi sinh trước chưa hồi. Hồi sinh trước chưa hồi. Đấy anh em xem VK. Đôi khi các bạn xem mình VK thì các bạn nhiễm cái phong cách VK của mình quá ra và các bạn có thể là chưa nhìn được những khía cạnh khác nó còn bá đạo hơn nhiều đấy.
nhiều nhiều thanh niên mua AK còn đỉnh cao hơn đấy.